U20 Thái Lan thắng nhọc nhằn trước U20 Philippines. Tại vòng loại U20 châu Á, U20 Thái Lan có màn tiếp đón U20 Philippines ở loạt đấu thứ hai của bảng G. Được đánh giá là đội bóng mạnh hơn, tưởng chừng như đoàn quân của huấn luyện viên Salvador Valero Garcia sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ trong cùng khu vực, tuy nhiên mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược. U20 Thái Lan liên tục để cho U20 Philippines dẫn trước và phải nhờ đến bàn thắng của Pizananan Buakay trong những phút bù giờ. Voi chiến mới nhọc nhằn có được thắng lợi 3-2. Đây quả thực là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi có nhiều lần thoát thua nhưng liên tục bị đối thủ đưa vào thế bám đuổi. Thậm chí U20 Thái Lan còn phải chơi thiếu người, điều đó khiến các cầu thủ của tôi không thể chơi bóng đúng với ý đồ. Tôi phải thừa nhận rằng mình suýt lên cơn đau tim bởi trận đấu quá nghẹt thở. Xin được cảm ơn tới những người hâm mộ đã theo dõi chúng tôi đến tận giây cuối cùng. Trận đấu ngày hôm nay là thành quả của tinh thần đoàn kết trước vòng loại U20 châu Á. Đã có nhiều người nghi ngờ về tính đồng đội của U20 Thái Lan và chúng tôi đã kết nối được với nhau, huấn luyện viên Salvador Valero Garcia chia sẻ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!